Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồng Hỏi Triều. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh YouTube của chúng mình thì để bấm lại ngay nút chuông đăng ký bên cạnh. Chúng mình sẽ có rất là nhiều nội dung video hay và các đang chờ các bạn ở phía sau nhé. Rồi, với nhiều bạn mà chúng ta đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ wristwatch công sở với mức giá cực kỳ phải chăng, nhưng mà các bạn lại quan tâm tới thương hiệu và đúng kiểu là tiện ích nhưng chúng ta phải hít được dầu thơm chất lượng á. Vậy thì cái điều đó nó có hay không? Hôm nay mình sẽ mang tới các bạn một chiếc đồng hồ đặc biệt tới từ thương hiệu cũng khá là cộm cán của Nhật Bản là Seizin. Với mức giá của chiếc đồng hồ này nó chỉ rơi vào khoảng là 2.900.000 thôi. Đấy, nhưng đổi lại các bạn sẽ có một chiếc đồng hồ với kiểu thiết kế không hãng nào làm được trong tầm giá này luôn. Điều mà nếu mà có cũng là rất là hiếm và ít thôi. Và các bạn cùng mình khám phá từ mẫu đồng hồ Seizin có mã là BH5008A này nhé. Rồi, về ngoại hình đầu tiên của chiếc đồng hồ này thì mình nhìn thấy mình đã ấn tượng ngay. Nó sẽ có một cái ngoại hình đơn giản, đẹp, tinh tế và rất là tay. Nó giống như một chiếc đồng hồ thụy sĩ tới từ thương hiệu cũng rất là xịn luôn. Và mình có một cái hình ảnh ở đây để mình cho các bạn xem là nó sẽ giống với chiếc đồng hồ rồi, theo mình cảm nhận nhé. Đấy, các bạn để ý nha, mặt số trắng nè, những cái phần vỏ rồi, cái phần kim giờ nha, đấy nó sẽ giống như con này. Mặc dù cái con Longines này thì nó sẽ có nhiều chi tiết nó cao cấp hơn, còn riêng Seizin thì họ sẽ lược bớt đi, cũng đúng. Và nếu họ làm theo tương tự như vậy thì đôi khi giá thành nó sẽ đẩy cao hơn nữa. Thì cái việc mà khi mà họ cắt đi những chi tiết lược bỏ đi thì chiếc đồng hồ này thứ nhất nó sẽ thoáng hơn, thì giá thành nó sẽ ok hơn, tiếp cận được nhiều người dùng hơn. Đấy, ở chiếc đồng hồ này thì nếu mà mình xét về mức độ mà về chất lượng đi thì nó vẫn có một độ bền tới từ thị trường Nhật Bản nè. Và có một thiết kế đẹp, chất lượng ok, ổn định và sẽ có được chế độ bảo hành lâu dài từ hãng luôn. Nếu các bạn mua tại những showroom mà có tên có tuổi như là Đồng Hồ Triều chẳng hạn. Ở chiếc đồng hồ này thì các bạn sẽ có đường kính ngang xe mặt của nó sẽ rơi vào khoảng là con số 42mm. Và độ dày tổng thể của chiếc đồng hồ này chỉ có 9mm thôi. Rất là mỏng, và khi mình ướm trên cổ tay 17.5 của mình thì các bạn sẽ thấy được cái sự vừa vặn của nó. Đấy, nếu các bạn là một người trẻ giới văn phòng thì mình cảm thấy chiếc đồng hồ này vô cùng phù hợp luôn. Về mức độ trực quan của mặt số chiếc đồng hồ này thì mình đánh giá cực kỳ cao, bởi vì toàn bộ mặt số của nó được có một cái tông màu trắng mà nó hơi xám một xíu nhẹ. Những vị trí là vạch giờ kim loại nè, và kim giờ, kim phúc thiết kế dạng hình lá, và nó sẽ có một cái tông sơn màu xanh, kim dây cũng sơn màu xanh luôn. Với phần viền ngoài thì các bạn sẽ có những con số Arab duy nhất để chia phần là vạch số thôi. Ngoài ra thì trên chiếc đồng hồ này các bạn sẽ không có dạ quang và không có ô lịch ngày. Đó, các bạn phải để ý điều đó nhé. Phần mặt đeo của chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có một cái họa tiết mà mình cảm thấy nó không phải chảy tia lắm. Nó giống như cái dạng mà chúng ta làm bằng mắt te đó, màu trắng mắt te, họ sẽ phun cát mờ đi và nhìn nó sẽ hơi mờ mờ. Đấy, nó sẽ không phản lại nhiều ánh sáng. Thì cái việc làm này thì nó giúp chiếc đồng hồ chúng ta nhìn nó tối giản hơn, nó tinh giản hơn về mặt thiết kế, nó sẽ không quá là rườm rà. Rồi, chiếc đồng hồ này thì những thông tin như là dòng chữ Seizin, máy pin và chống nước 50m trên chiếc đồng hồ. Kết hợp cùng đó thì các bạn sẽ có một bộ dây da màu nâu với kích thước bản dây là 22mm. Cái điều mà mình thích nhất đó chính là cái phần khóa này nè. Đấy, được làm khá là dày. Mặc dù đây là một chiếc đồng hồ phân khúc tùy theo mình đánh giá là 3 triệu đi, 2.900.000 mà, thì mình cảm thấy bằng quảng khóa này rất là dày và đeo cực kỳ chắc chắn luôn. Đặc biệt là phần dây này, mình rờ vào mình cảm thấy cái sự láng và mịn của nó. Tuy mặc dù là một sản phẩm mà phải gọi là giá rẻ, tiếp cận nhiều dùng, tuy nhiên thì bộ dây này mình cảm thấy ok, cũng ấn tượng, nó cũng không thua gì so với những phiên bản mà Seizin đắt tiền đâu. Vỏ của chiếc đồng hồ này thì được hoàn thiện một chất liệu khép không rỉ nè, và được sẽ đánh bóng hoàn toàn. Điều này thì nó sẽ giúp chiếc đồng hồ nó bắt sáng nhiều hơn. Tuy nhiên phần vỏ thế này thì theo một thời gian dài nó sẽ dễ bị hiệu ứng là xước lông mèo nè, bị xước nè, thì các bạn cũng đừng có lo. Bởi vì phần vỏ mà kim loại bạc thế này thì chúng ta dễ dàng mà đánh bóng, không có vấn đề gì cả. Và nếu là mình nha thì mình sẽ độ lại, mình sẽ đánh nhám ở hai bên cạnh hông này luôn. Đấy, giúp cho chiếc đồng hồ chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn và nó sẽ nổi khói hơn khá là nhiều. Ok, các bạn nghĩ sao về phiên bản đồng hồ Seizin có mã là BH5008A này? Liệu mức giá là 2.900.000, liệu chiếc đồng hồ này có xứng đáng để các bạn lựa chọn hay không? Thì có thể comment để lại bình luận phía dưới nhé. Link chi tiết sản phẩm thì mình sẽ đính kèm phía dưới miêu tả video. Rồi, và nếu các bạn cảm thấy nội dung video hay và hữu ích thì đừng quên bấm một nút like, share cho bạn bè, nút chuông và nút đăng ký để luôn cập nhật video hay bổ ích hơn nhé. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.